Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự và trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể thiết lập một cái tài khoản email marketing trên hệ thống của GetResponse và đồng thời đó tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tối ưu hóa chiến dịch. Nó thực sự rất là đơn giản. Trong cả bộ video này thì tôi đơn giản hết mức có thể để bạn hoàn toàn có thể là đeo tai phone thôi, làm theo và thực hành chính xác những gì tôi chỉ dạy thì chắc chắn bạn sẽ có một hệ thống email marketing mà bạn không cần phải đi học ở đâu đó mất rất là nhiều tiền nữa. Ok, rất là đơn giản. Bước thứ nhất, bạn cần phải vào cái trang GetResponse. Đây, GetResponse chính là trang web này. Đó, đây chính là trang GetResponse. Và khi mà bạn chưa có cái tài khoản, khi bạn có chưa có tài khoản để đăng nhập nó thì bạn cần phải tạo một cái tài khoản. Thì có hai cách để tạo một tài khoản. Cách thứ nhất là bạn kích vào nút sign up ở đây, bạn điền vào đây, bạn điền đây là kích nút sign up thì có thể là bạn vẫn có thể tạo được một tài khoản. Tuy nhiên có một cách tuyệt vời hơn là bạn tạo tài khoản và sau này khi bạn tạo tài khoản xong thì bạn sẽ nhận được $30. Rất là tuyệt vời là bạn đã nhận được $30, còn nếu mà tạo trực tiếp trên GetResponse này thì bạn sẽ không nhận được $30. Đó, đây dựa theo nguyên tắc là giới thiệu nên là cứ nếu bạn nhập theo cái đường link này thì bạn đăng ký theo đường link này thì bạn sẽ nhận được $30. hanquangdu.com này, xoẹt chéo này và bạn lấy chữ email này, gạch ngang này, tặng $30. Nhớ nhá, Hán Quang Dự xoẹt chéo email gạch ngang tặng $30. Enter rồi. Đó thì toàn bộ nó ra tiếng Việt, toàn bộ ra tiếng Việt luôn, hiểu tưởng không ạ? Toàn bộ ra tiếng Việt, bạn có nhớ được link không ạ? Đây nhá, bạn đánh ở trên trình duyệt này là hanquangdu.com này, xong xoẹt ngang này email này, xin lỗi, xoẹt chéo email, xong xoẹt ngang này tặng $30, xong enter xuống. Ok, thì đây chính là cái đường link dẫn bạn tới cái trang đăng ký tài khoản email marketing. Ok, bỏ quên phương án 1 đi nhé. Phương án 1 là phương án rất là dễ dàng nhưng lại không nhận được quà, không nhận được $30 khi kích hoạt tài khoản. Bạn cần phải đăng ký ở đây. Ví dụ email của bạn là gì? Ví dụ email thì tôi sẽ lấy tạo một cái email nhé. Ví dụ email là dincatphivũ@gmail.com. Tên là gì ạ? Đây. Và mật khẩu thì chữ cái đầu tiên viết hoa, ví dụ như tôi đặt lấy mật khẩu là Hán Quang Dự 123 chẳng hạn, thế thì chữ H sẽ là viết hoa, xong AN Quang Dự thì viết bình thường thôi, nhưng có số, nói chung là có một cái ký tự viết hoa đầu tiên, sau đó là những ký tự sau viết bình thường và kết thúc thì bằng số, 1-2 số gì đấy. Và tôi kích muốn tạo tài khoản, khi nào hiện nó xanh thì bắt đầu ok. Ok, bạn đã gần hoàn thành, bây giờ hãy kích hoạt tài khoản, chúng tôi vừa gửi email xác nhận của bạn. Đó, thì việc của mình là mở cái email của mình ra, mở cái email của tôi ra, mở cái email link các phi vũ ấy. Tôi vào gmail, bạn sẽ link các Facebook. Và khi mà link các Facebook rồi, ok, anh nhập vào mail. Đó thì là vui lòng kích hoạt tài khoản GetResponse của bạn, kích hoạt ở đây, sau đó kích hoạt tài khoản. Ok,
nên là tôi đang nhầm cái tài khoản khác, là bị nhầm lẫn. Đây này, kích lại, kích vào nút kích vào tài khoản của bạn này. Ok, thì sau nó đăng nhập đúng không ạ? Phải ta đăng nhập lại là Đinh Ca Phi Vũ @gmail.com. Ok, sau đó nó mật khẩu rồi chưa? Mật khẩu là cái mật khẩu vừa nãy chúng ta vừa cài đặt đấy. Không phải mật khẩu Gmail đâu nhá. Mật khẩu này là cái mật khẩu mà chúng ta vừa cài đặt cho tài khoản GetResponse. Ok. Họ và tên. Các bạn để nào được tên trước, số sọ được không ra. Cộng 84 này. Đây là số điện thoại này, cộng 84 này. Nó bỏ số 0 đi, ví dụ là 0164 thì bỏ số 0 đi nhá. 164 này. 3710 980 này. Ok. Công ty ví dụ phải đảm bảo công ty là GCC thì là GCC. Thành phố Nguyễn Trãi. Lời khuyên của tôi là nên để không dấu. Là thành phố của Hà Nội. Bang thành phố của Hà Nội. Nhưng nó lưu điện của tôi là 100.000. Hà Nội là 100.000 nhé. Việt Nam, ok. Đó. Website tùy chọn chỗ website là bán hàng. Chúng ta chỗ con ngành của tôi, ví dụ ngành tôi chọn ngành của tôi. Hoàn toàn chọn ngành, thậm chí không chọn ngành không sao cả. Hiểu tôi không ạ? Ok. Kích vào cập nhật chi tiết. Rất tốt, tài khoản bạn hiện đang hoạt động. Vậy là bạn đã đăng ký xong tài khoản, rất là tuyệt vời rồi. Ok, bạn dùng thử miễn phí cái response của bạn hết hạn trong vòng 30 ngày. Ok man, tức là bạn được dùng tài khoản này miễn phí trong vòng 30 ngày. Miễn phí trong vòng 30 ngày. Nhưng chỉ là miễn phí trong vòng 30 ngày thôi. Ok, thì lời khuyên của tôi như này. Bạn hoàn toàn có thể dùng nó miễn phí trong vòng 30 ngày mà vẫn có thể là đảm bảo được cái tính năng email marketing của nó. Tuy nhiên, thực sự tôi khuyên bạn một câu chân thành là bạn nên nâng cấp nó lên ngay để tạo động lực cho mình. Thì mình có thể làm được hiệu quả hơn. Và khi bạn đã bỏ một đồng tiền cho nó rồi thì bạn có trách nhiệm với nó hơn. Đây là kinh nghiệm của tôi đấy. Tôi cũng đã dùng cái hệ thống này thử rất là nhiều ngày và tôi toàn bỏ cuộc thôi. Bởi vì nó không liên quan đến tài chính của tôi nên tôi rất là ơ hờ với nó. Và đó là lý do vì sao mà các bạn bè của tôi họ đi học về, chúng tôi cùng học với nhau rất là nhiều triệu, mất khoảng mấy chục triệu để học về hệ thống này. Nhưng tôi thì cứ dùng miễn phí nhưng tôi lại bỏ không. Và các bạn tôi họ bỏ luôn một cục tiền rồi họ nâng cấp lên và họ sốt ruột khi mà phải trả tiền nhưng không sử dụng nó hiệu quả, nên họ cắm đầu và họ làm nó thì họ ra được thành quả trước tôi. Thì bây giờ tôi khuyên bạn là bạn cũng phải nên cắm đầu và làm nó và hãy đánh cược bằng việc bằng khả năng tài chính của mình để duy trì hệ thống này, nó mất rất ít tiền. Ok, lời khuyên của tôi này, bạn kích vào nút nâng cấp, bạn chuẩn bị cho tôi một cái thẻ Visa nhé. Ok, và bạn chọn gói là 15 đô một tháng đó. Xong bạn thanh toán bằng thẻ Visa ở đây. Thẻ tín dụng của bạn 16 số là gì? Ngày hết hạn là gì? Thấy ngươi đây. Mã bảo mật của bạn là đằng sau cái thẻ là gì? Ví dụ đây là cái thẻ Visa nhá. Bạn ra ngân hàng và bảo người ta là tôi muốn làm một cái thẻ Visa, cái thẻ để thanh toán online. Đó, nói với họ như vậy. Thì lời khuyên của tôi là ra cái ngân hàng là ngân hàng Sacombank hoặc là ngân hàng ACB thì bạn chỉ ra đó thôi, đợi 30 phút là họ làm thẻ cho bạn. Bạn nạp sẵn 1.000.000 đồng ở đấy. Thực ra cái này chỉ hết hơn 330.000 thôi là bạn có thể chơi được rồi một tháng. Nhưng mà lời khuyên của tôi là bạn cứ nạp khoảng 1.000.000 ở đấy, tiêu cho nó nhòe. Hệ thống online này trừ rất công bằng, họ sẽ không trừ cả của bạn đâu, yên tâm. Thẻ tín dụng là 16 số nhá, 16 số thẻ của bạn, cái thẻ bên trước của bạn ấy. Ngày hết hạn là bên dưới thẻ có ngày hết hạn đấy. Có ngày hết hạn là tháng mấy này, ví dụ tháng 6 này, ví dụ tháng 6 này 2020 chẳng hạn, thế thì là 6/20 đấy, đúng không ạ? Thế nên là ví dụ là 16 cái chữ thẻ là 1, 2, 4, 5, 6, cái gì đấy, 16 số thẻ. Mã bảo mật là
lật ngược, tôi điền không chính xác rồi, tôi điền demo thôi. Mã bảo mật là cái lật đằng sau thẻ lên có ba cái số bảo mật đấy, đây này, lật đằng sau thẻ lên có số bảo mật này, đỏ đỏ này, lật đằng sau thẻ lên đấy, ba hoặc bốn số này. Các bạn điền mã bảo mật ở đây, ok, xong bạn kích vào nâng cấp tài khoản làm theo hướng dẫn thì là đơn giản rồi, là xong. Ok đó. Và nếu bạn muốn là không phải thanh toán theo tháng, bạn thanh toán theo năm luôn để còn tiết kiệm được 18%, kích vào đây thì số tiền này không phải 15 đô nữa, số tiền sẽ là 147 đô. Ok, nó rất là đơn giản đấy, thực sự nó rất là đơn giản đó. Và nếu như bạn không muốn thanh toán thẻ tín dụng Visa mà bạn có tài khoản PayPal rồi, bạn kích vào tài khoản PayPal đây, bạn kích vào nâng cấp tài khoản, bạn điền thông tin thẻ PayPal thì ok, cũng là xong rồi.